Vợ ơi, kéo anh vô vợ. Đầu đầu quá. Ôi, nó gặp gần, nó gặp gần. Rồi nơi sẽ đi về đâu? Ôi, nó bền bồng, nó bồng bền. Xuyên đời chẳng quên được màu. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng. Rượu nồng hãy nâng cạn ly bạn ơi. Trời ơi, ồn quá vậy hả? Cái gì mà ồn không để ai ngủ vậy hả? Ôi, nó gặp gần, nó gặp gần. Rồi đời sẽ đi về đâu? Ôi, nó bồng bềnh, nó bồng bềnh. Rồi muộn sẽ quên được mau. Vô, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng. Rượu nồng hãy nâng cạn ly. Mày là thằng nào? Ờ, hả? Tôi á, tôi là năm quán chồng bà nè. Bà nhậu hả? Bữa nay bà đặt nhậu nữa hả? Bình thường. Tại sao bà nhậu? Ông hỏi tôi hả? Câu này á, tôi hỏi ông mới đúng nè. Gần một tháng nay ông làm cái gì mà ông nhậu say xỉn? Sáng đi sớm, tối khuya mới về. Về thì xỉn quá trời xỉn luôn. Tại tôi buồn. Ông buồn cái gì? Tôi buồn vì mấy con cá nó chết nè. Rồi tôi buồn vì làm ăn thất bại nè. Rồi tôi buồn, tôi buồn nhà mình nghèo nên tôi đi nhậu. Anh nói sao? Anh nhậu để cho hết buồn đúng không? Nhậu để cho hết nghèo đúng không? Được, được rồi. Anh bước qua đây. Anh bà làm đây. Cái gì vậy bà? Anh ngồi xuống. Thôi đi. Ngồi xuống cho tôi. Bà bình tĩnh. Anh ngồi xuống. Anh muốn nhậu đúng không? Nè, anh uống đi. Anh uống đi. Uống đi. Được, anh không muốn thì tôi uống. Đón xem tập 6 chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.